Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cầu Xứ Sông Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong buổi tối ngày hôm nay thì em xin giới thiệu anh chị và các bạn một cái mẫu xe Honda City. Và đây là một dòng xe đời rất là cao, sản xuất vào năm 2017. Với mẫu xe mà form dáng nhìn rất là thể thao nhá. Và tầm tiền nó rất là hợp lý thôi. Động cơ thì 1.6 rất tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, có trang bị đầy đủ tất cả những cái tính năng an toàn. Đời 2017, số sàn các bác nhé. Và bên em đang chào bán với mức giá rất hợp lý, chỉ có 385 triệu đồng là anh chị và các bạn có thể sở hữu mẫu xe này. Em bao rút hồ sơ ra tên cho quý anh chị các bạn bất cứ tỉnh nào nhé. Hiện tại thì cửa hàng em đang ở tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý anh chị bạn nào đến thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại là 0852 555 555, hoặc có thể kết nối qua số Zalo của em và số điện thoại em ghi trên đầu đề, và em sẽ hình ảnh chi tiết cho các bác cùng xem nhé. Về bên trong nội thất xe này rất đẹp, khi mà chúng ta mở chìa khóa ra thôi thì tất cả những hệ thống đèn và option của xe sáng lên. Và cái không gian của City thì các bác yên tâm một điều rằng cái không gian của nó rất là rộng. Tắp nô, tắp ni thì với những chiếc xe đời này thì đến bây giờ thì vẫn tất cả những cái chi tiết đồ nhựa, những cái gioăng chỉ di nguyên bản 100%, và những đường tất cả những chi tiết xe là chưa có bị tháo ra những cái chi tiết gì cả, kể cả những cái trần cũng rất là mới các bác nhé. Đấy, đằng sau xe này, đằng sau nỉ bông rất là sáng luôn. Keo chỉ thì cam kết cho các bác là zin toàn bộ, chúng ta nhìn mặt nỉ nguyên dầu chấm luôn. Người ta rất ít khi người ta mở ra mở vào luôn, hình như là không có luôn. Đấy, con này rất là đẹp, tầm tiền cũng 385 triệu, chưa đến 100 triệu. Đây, chúng ta ra cánh lái cho xem. Cánh cửa, cánh lái ra nhé, là sáng đồng hồ luôn này. Mặc dù không có số, không có cái chìa khóa để ra, em để cho bên trong phòng. Còn cánh lái thì ta nhìn thấy là vẫn còn dấu chấm xanh này. Xe còn rất là zin nguyên bản luôn. Rất là đẹp, toàn bộ ghế vẫn là ghế zin hết. Cái vật ốc này chưa có vặn víu gì cả. Xe cua thì nguyên bản theo nhà sản xuất nha các bác nhá. Cả dàn lốp thì còn dày 95% rồi. Rất thích hợp cho quý anh chị các bạn là thích mẫu xe mà đời cao, form dáng thể thao, chạy rất là thể thao luôn. Rất khỏe. Máy zin toàn bộ, toàn bộ tất tần tần cả những cái chi tiết, không bị mất đi những cái con dấu gì luôn. Các bạn nhìn là những cái chân bắp bèo này, này ABS này, ốc phục ABS này, những gioăng đầu máy này nguyên hết. Là gì? Bấm này gì luôn, chưa có thay thế bất cứ một cái những cái chi tiết gì cả. Hầu cầu trì hộp đen gì nguyên bản luôn, không tai nạn, không thủy kích nhé. Cabo gì này các bác nhìn, máy gì na đến từng những chi tiết dập mặt máy luôn, mặt dàn cò, góc điều hòa gì hết.
càng số càng xiết là zin hết, hộp số côn nguyên đấy, chân hộp và chân máy rồi là chân ủ dòng sóc bệ hộp số coi như là cũng zin nguyên bản hết. Anh chị nào đang quan tâm đến mẫu xe này thì hãy alo trực tiếp cho em số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Camera sau này và gặp các bạn nhìn xem gầm gầm này thì phẳng thì rất là đẹp, tôi gầm bệnh như bản hết vui ghét nhìn còn như xe mới luôn. Nắp cabo ở đây nhá, nắp bình xăng ở đây các bác nhá. Vô lăng này như mới luôn các bác nhé. Điều hòa cơ thôi, cho nên với cái dòng xe này thì chúng ta không sợ chập chờn gì, rất là bền bỉ theo năm tháng. Có sạc này, một tàu hai tàu, một tàu này chưa hai tàu nữa, rất là nhiều tàu sạc. Đồ nhựa bên trong như mới hết các bác nhé. Cảm biến áp suất lốp có tất cả đầy đủ hết. Camera hành trình, phanh tay mới nguyên luôn. Cho các bác xem qua phần cốp xe nhé. Với Honda City thì anh chị với các bác yên tâm rằng không gian cốp rất rộng. Cốp có mới đến nguyên từng những cái vết chống xước và che bì che bên trong này, nhựa khi chốt nguyên tất cả những phần này nguyên hết của nó nhá. Dưới phần này thì sơ cua rồi và tất cả những cái đồ nghề, những kích nốp kích nhức cả mọi thứ là có đầy đủ trong đây rồi, nguyên bản hết này các bạn, nhìn rất là nhiều những cái chấm xanh luôn, nguyên bản của nhà sản xuất các bác nhé. Bên trong rất là đẹp luôn mà các bạn. Chạy vừa tiết kiệm nhiên liệu và cái tầm tiền của nó chỉ có dưới 400 triệu mà rất thích hợp, mang lại cái giá trị cho anh chị và các bạn nhiều tiện ích, đi gia đình đẹp mà chạy dịch vụ đẹp. Với cái tông màu xám các bác nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau. Anh chị và nào đang ở thành phố khu vực thành phố Hồ Chí Minh có thể qua trực tiếp tại cửa hàng 92 Vườn Nài, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, đến trực tiếp cửa hàng em rồi nhé.